Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn, những khán thính giả của kênh Chỉ Dậu. Và đến hẹn lại lên thì chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, tập 5, và cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nửa Đời Đau đến từ tác giả Trương Huệ. Quý vị và các bạn thân mến, Yến Ly, cô con dâu cả của gia đình ông Thanh, bởi vì muốn chiếm toàn bộ tài sản của gia đình chồng, cô ta cùng với gã nhân tình của mình đã cấu kết với nhau hòng cướp đi lần đầu tiên của Hạnh. Thế nhưng mà người tính không bằng trời tính, sự việc đã bị bại lộ. Giờ đây gã nhân tình đã bị bắt. Bởi vì sợ gã ta khai ra cô ta là chủ mưu, thế nên cô ta đã nhẫn tâm ra tay sát hại nhân tình của mình. Vào tập truyện ngày hôm nay thì cô ta sẽ gặp quả báo. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô ta bị lật mặt bằng cách nào. Bên cạnh đó, cũng ở tập truyện này thì người bố ruột cũng như là người mẹ kế của Hạnh sẽ phải trả giá cho những điều mà họ đã làm với Hạnh. Vậy thì tình huống giờ khóc giờ cười nào đã xảy đến với hai con người này, và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa Hạnh và Hải? Liệu rằng Hải có hoàn toàn bình phục hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện cuối cùng này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nửa Đời Đau, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bầu trời bên ngoài u ám, tiếng gió rít lên từng cơn, dự là sẽ có một cơn mưa lớn. Lúc này thì mọi người làm ở nhà cô ông Thanh đều hối hả trở về. Hạnh và Hải cũng thu xếp đồ đạc theo họ. Cô và anh không biết những giông tố nào sắp xảy đến, chỉ biết là giờ đây trong lòng của cả hai đều rất bình yên, đều rất hạnh phúc. Mọi người vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa rào. Trong nhà cô ông Thanh chỉ có duy nhất một người chưa kịp về. Dũng đi làm xa, cách nhà cũng phải cả tiếng đồng hồ mới đến. Chắc có lẽ trời mưa kèm theo sấm chớp nên không thể nào về kịp. Lúc này thì trong phòng vẫn chỉ có một mình Yến Ly. Cô ta cảm thấy trong lòng cô đơn quá, thế nên đón con sang chơi. Đứa trẻ này chỉ mới 3 tuổi thôi, đang bi bô tập nói. Thế nhưng thời gian ở bên cạnh bà Phú dài gấp mấy lần thời gian bên cạnh mẹ. Cô ta không hề muốn bế trẻ con, không muốn nó làm bẩn quần áo của mình, và lại càng không muốn nghe nó hỏi những câu ngớ ngẩn. Đối với một người làm cha làm mẹ thì từng câu nói đầu đời của con chính là sự đáng yêu nhất, không có gì có thể thay thế. Nhưng đối với cô ta thì lại không phải như vậy. Nó chẳng khác gì sự phiền phức làm ảnh hưởng đến thời gian của cô ta. Vậy cho nên dù nó là con của Minh hay Dũng thì cô ta cũng chẳng thích. Ở bên ngoài thì mưa mỗi lúc một lớn, gió thét gào, từng tiếng sấm chớp vang dội dường như muốn xé tan bầu trời, khiến cho đứa trẻ trong nhà giật mình đến nỗi bật khóc. Mày khóc cái gì? Nhà có ai chết hay sao mà khóc to như vậy? Điếc hết cả tai. Tôi có cầm mồm đi ngay không? Bỗng nhìn đứa trẻ im bặt, không có một tiếng khóc nào nữa. Nó ngồi im mắt nhìn chăm chăm ra phía ngoài. Cánh cửa thì đóng kín, thế nhưng bỗng nhiên lúc này mở ra. Lúc này giữa trời mưa gió, Yến Ly nhìn thấy một bóng người. Và chỉ thiếu tí nữa thôi cô ta hét toáng cả lên. Bóng người trong mưa, nhưng mà gương mặt thì vẫn bê bết máu. Đôi mắt thì hướng về phía gian nhà của Yến Ly, rồi đưa tay vẫy vẫy. Đứa trẻ lấm chấm đi từng bước ra phía ngoài. Trời mưa gió như vậy, thế nhưng mà nó vẫn cứ bước đi. Cũng may là lúc này Yến Ly nhanh chân chạy ra khóa cửa lại thêm một lần nữa. Lúc cô ta quay lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của đứa trẻ. Nó nhìn cô ta chăm chú, nhìn đến nỗi không chớp mắt. Rồi thì bỗng nhiên nó cười. Nụ cười của nó ma quái đến nỗi khiến cô ta lạnh gáy, run sợ. Cô ta loạng choạng lùi lại mấy bước rồi tựa lưng vào tường. Còn nó thì vẫn đứng ở đó nhìn cô ta. Bất chợt, ngửa cổ lên trời cười ha hả. Ở bên ngoài kia vẫn là tiếng gió rít không ngừng. Cô ta vội vàng mở cửa bỏ chạy. Thứ cô ta vừa nhìn thấy không phải là một đứa trẻ. Nó dường như đã hóa thành ma quỷ, càng nhìn càng cảm thấy sợ. Cô ta cứ như vậy bỏ chạy,
chạy đến nỗi lạc mất cả phương hướng. Rồi thì đến lúc chẳng hiểu tại sao lại chạy ra đến mộ của mình. Mưa gió làm cho vệt máu chó trôi đi hết, bài vị của mình cũng bị đổ. Đất thì xối xả khiến cho nấm mồ vơi đi một nửa. Cô ta quay người định bỏ chạy thì lại nhìn thấy mình đứng từ phía xa. Vẫn là khuôn mặt đáng sợ đó, vẫn là cái vẫy tay đó. Cô ta gào thét giữa mưa, thế nhưng không có ai nghe thấy. Cô ta chạy thục mạng ra phía sân lớn rồi ngã quỵ xuống. Đúng lúc cô ta tuyệt vọng thì Dũng trở về. Dũng vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy. Rõ ràng là chồng nhưng mà cô ta lại nhìn thành Minh, rồi lại nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Cô ta lùi lại. Càng cố gắng lùi lại thì Dũng lại càng đến gần. Cô ta hét toáng cả lên. Cút đi, tránh xa tôi ra, mau cút đi, đồ ma quỷ. Chân tay cô ta khô khoắn loạn xạ. Cô ta liên tục đẩy Dũng ra xa, gào khóc giống như một đứa trẻ điên dại. Tránh xa tôi ra, mau cút đi. Sau đó cô ta ngất liệm đi và không còn biết gì nữa. Dũng đưa cô ta trở về phòng thì mới tá hỏa khi nhìn thấy đứa con trẻ của mình đang ngồi khóc dưới nhà. Cửa thì không đóng, thế nên nước mưa thì hất vào trong nhà ướt sũng, quần áo của đứa trẻ cũng ướt hết. Dũng vội vàng đặt Yến Ly lên giường rồi quay lại thay quần áo cho đứa nhỏ. Anh ta gọi bà Vũ đến gửi đứa nhỏ rồi thay quần áo cho Yến Ly. Lúc lau khô người cho cô ta thì Dũng giật mình khi nhìn thấy một vết lạ trên vai. Nó giống như là vết rời leo nhưng mà lại không phải. Nó sần sùi nhìn rất đáng sợ. Lại còn cái hình thù quái gì của nó nữa. Rất giống một chữ cái. Đó là chữ M. Từ lúc quen Yến Ly rồi đến khi lấy cô ta về làm vợ, Dũng chưa từng nhìn thấy cái vết đó. Rồi đến cả sau này, những năm tháng bên cạnh nhau cũng không hề có. Vậy thì rút của cái vết này có từ lúc nào? Cảm giác như nó đang cử động vậy. Suy nghĩ mông lung rồi một lát, cuối cùng thì Dũng cũng quên bán đi chuyện đó. Chỉ có Yến Ly là ngất đi rồi vẫn không thoát ra khỏi được những ám ảnh. Trong cơn mê man thì cô ta lại nhìn thấy mình. Vẫn là anh ta với bộ dạng đáng sợ đó. Thế nhưng trong giấc mơ của cô ta thì lại không hề mặc gì cả. Anh ta nhìn cô ta với cái nhìn cợt nhả. Sao thế? Sao lần này nhìn thấy anh lại không đến gần? Rồi anh ta cứ từng bước lại gần. Cô ta muốn tránh xa nhưng lại không thể nào cử động được. Khoảng cách càng gần, cô ta càng ngửi thấy mùi thối rữa. Lúc anh ta đến gần hẳn thì gương mặt dí vào cô ta, khiến cho cô ta lập tức muốn ói. Lúc này cô ta bừng tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng đó. Cô ta đã thực sự biết sợ rồi. Có một nỗi ám ảnh vô hình đang ngự trị trong lòng của cô ta. Rốt cuộc thì cô ta nhìn thấy mình thật, hay tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Mình có thể từ thế giới bên kia trở về, hay là do cô ta làm ra chuyện đó, thế nên mới không ngừng suy nghĩ đến, không ngừng tưởng tượng ra. Ở căn phòng của cô ta xảy ra những chuyện ma quái, thế nhưng mà bên phòng của Hải thì mọi thứ quá đối bình yên, quá đối ngọt ngào. Hải lấy một chiếc khăn lớn lau đi từng lọn tóc ướt cho Hạnh rồi thì thầm nói. Cái này là Hải nhìn thấy bố Hải làm cho mẹ Hải đấy. Nhưng mà tại sao lại phải làm như thế này nhỉ? Lúc ấy bố bảo như thế này là thể hiện tình cảm. Nhưng mà tình cảm là như thế nào? Cho có lẽ bây giờ trong đầu của Hải đang thoáng qua một vài suy nghĩ liên quan đến quá khứ. Hy vọng là ngày anh tìm lại con người của chính mình không còn xa nữa. Hạnh đặt tay của mình lên tay anh, nắm chặt lấy. Anh Hải, tình cảm là thứ gắn kết hai con người. Ví dụ như vợ với chồng, họ có tình cảm với nhau, ở bên cạnh nhau sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy hạnh phúc. Vậy ở bên cạnh Hải, Hạnh có hạnh phúc không? Nghe đến đây thì đôi má của cô ửng hồng, dáng vẻ e thẹn. Hạnh nhìn Hải rồi gật đầu. Em có hạnh phúc mà. Rồi thì cô tự nhiên cảm thấy Hải buồn, không biết vì sao anh lại như vậy. Anh Hải, anh làm sao vậy? Nhìn anh không được vui ấy. Hay là em làm gì khiến anh không vui sao? Hôm nay có người hỏi Hải, có mua hoa tặng cho Hạnh không? Có mua trang sức tặng cho Hạnh không? Người đó còn nói với Hải là mỗi khi về quê sẽ mua quà tặng cho vợ của mình. Hải không có tiền,
Không mua gì tặng cho Hành được cả. Không sao đâu, mấy thứ đó cũng đâu có quan trọng. Nhưng mà người đó nói, mỗi khi được nhận quà thì vợ của người đó rất vui. Hải xin lỗi. Vậy anh Hải có muốn có tiền để mua quà cho Hành không? Muốn. Nếu như vậy thì từ ngày mai, anh Hải chăm chỉ ra ruộng, rồi làm việc ở đấy. Bố mẹ sẽ đưa tiền cho anh Hải nhé. Như vậy thì anh Hải có tiền mua hoa và mua quà cho Hành rồi đấy. Bố mẹ sẽ đưa tiền cho Hải á? Tất nhiên rồi. Để em nói với bố mẹ nhé. Hạnh muốn nhân cơ hội này tiếp thêm động lực cho Hải. Muốn anh kiếm tiền bằng chính sức lao động của anh, chứ không hề dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Ngày hôm sau thì trời lại quang đãng, nhưng mà những gì cơn mưa để lại không hề dễ chịu chút nào cả. Cây cối đổ nghiêng ngả, gian nhà nào cũ quá thì đều bị tốc mái. Người làm trong nhà lại có nhiều việc để làm hơn. Hải cũng nhanh chân chạy đến chỗ ông Thanh, xin theo sửa lại nhà, dọn dẹp mọi thứ. Con muốn làm việc. Ông Thanh nghe như vậy thì kinh ngạc đến nỗi ngơ ngác. Con của ông đã không còn tránh ông giống như tránh tà nữa. Sao tự nhiên con lại muốn làm việc vậy? Con muốn kiếm tiền. Con muốn mua quà cho Hạnh. Ông Thanh rút từ trong túi ra mấy tờ tiền rồi nói với Hải. Con dọn dẹp căn nhà kia đi. Để lát nữa thợ sửa lại mái. Xong việc thì bố sẽ trả công cho con. Được chứ? Hải gật đầu đồng ý. Anh từng bước đi về căn nhà trước đây mình đã từng sống. Căn nhà cũ của mình bị tốc mái gần hết. Đồ đạc trong phòng cũng bay loạn xạ. Quần áo của anh ta bị đốt rồi. Nhưng mấy thứ đồ đạc này vẫn chưa có thời gian vứt đi. Căn nhà này rồi một thời gian nữa cũng sẽ có người khác ở. Tạm thời thì mọi người vẫn còn sợ, nên chưa dám vào ở thôi. Chứ người làm trong nhà của ông Thanh thì nhiều vô kể. Hải bước vào bên trong. Ngay lập tức có cảm giác như ai đó đang thì thầm bên tai. Anh dừng lại. Muốn nghe ngóng xem có tiếng nói của ai, thì mọi thứ lại im bặt. Sau đó thì Hải đi ra ngoài nói với Hạnh. Ở trong đó, hình như có tiếng của ai. Anh Hải sao vậy? Nhà này không có người ở cơ mà. Nhưng mà rõ ràng có người nói thì thầm vào tai của Hải. Chắc là có khi anh Hải nghe nhầm thôi. Hay là cứ để Hành vào trong đó, rồi làm cùng với anh Hải nhé. Sau đó thì Hành theo Hải vào bên trong. Cô chẳng thấy và cũng chẳng nghe gì cả. Lại càng khẳng định Hải nghe nhầm. Chứ nếu như nơi này có người nói thật thì chẳng phải đáng sợ lắm sao. Lúc dọn dưới nền nhà thì Hải phát hiện có một viên gạch bị vênh. Anh tò mò rồi gỡ viên gạch ra, sau đó hét toáng lên. Hành xem này, có cái gì ở dưới này vậy? Hành chạy đến, gỡ viên gạch ở bên cạnh ra nữa, thì nhìn thấy một cái hộp. Cái hộp được làm bằng gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo, chắc chắn là đồ rất quý. Cô lấy chiếc hộp lên rồi mở ra. Ở bên trong có cả một xấp tiền lớn. Lúc này thì Hải vui quá chạy ra khoe với mọi người. Chẳng hiểu vì lý do gì tự nhiên bà mẹ kế của Hạnh lại đến vào đúng lúc này. Và bà ta đã chứng kiến tất cả cảnh tượng vừa xảy ra. Lúc này thì lòng tham nổi lên. Bà ta nói với vợ chồng của ông Thanh. Tiền là do con gái của tôi tìm thấy. Vậy thì tôi sẽ giữ số tiền này thay cho nó. Trên đời này còn có chuyện gì vô lý hơn như vậy không? Tự nhiên, đang yên đang lành xuất hiện, rồi bảo là giữ tiền hộ con gái cứ như thật đấy. Hạnh cũng cảm thấy bực. Lúc cô khổ sở, gặm từng củ khoai chẳng thấy ai thương cả. Rồi đến khi có một chút thân phận rồi, đến thăm liên tục, mà mỗi lần đến thì toàn nhắc đến chuyện tiền bạc. Tiền này là do anh Hải nhặt được, chứ không phải là của con mẹ. Ơ, hai con bé này. Của chồng công vợ. Tức của chồng cũng là của con chứ còn của ai nữa. Nhà chồng con thiếu gì tiền đâu. Dăm ba cái đồng bạc này người ta đâu có cần. Nhưng mà con thì khác. Phải có tí vốn, lận lưng. Ai biết được sau này có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sao hôm nay mẹ lại đến đây vậy? Thì hôm qua mưa lớn quá, nhà bị tốc mái. Mẹ định sang đây nhờ con cho mẹ vay ít tiền. Đem về sửa nhà chứ nhà mình có tiền đâu. Thì con cũng biết là nhà mình nghèo khổ thế nào rồi.
Vừa mới bán cô nhận lại một số tiền lớn xong, bây giờ đã bảo là hết. Cô mới về làm dâu, đã làm được cái gì đâu mà đòi có tiền riêng. Một cách cô cũng chẳng có nữa là. Mẹ, con xin lỗi, nhưng mà con không có tiền. Và lại hôm trước bố mẹ chồng con đã đưa tiền cho bố mẹ rồi cơ mà. Số tiền đấy trả nợ cho bố mày còn không đủ, nói gì đến xây nhà. Thì mày cũng thấy đấy, mẹ ở với bố mày khổ trăm đường. Nói không phải kể khổ đâu, chứ bố mày cứ nghiền ngập rượu chè như thế, có đi làm bao giờ đâu. Lại bắt đầu bài ca than vãn. Nhưng cho dù có than có kể đến tối thì cô cũng chẳng có tiền mà đưa. Chắc là đang nhằm nhằm số tiền mà Hải đang cầm đây. Nói chán chê với Hành không được thì bà ấy quay sang nói với Hải. Con rể à, bây giờ nhà bố mẹ bị hỏng hết rồi, không có cây mái thì làm sao mà ở được đây. Số tiền này con cũng không dùng đến, có đúng không? Thay là con đưa cho bố mẹ đi, coi như là con thay con Hành báo hiếu cho bố mẹ vậy. Nhìn thấy Hải không nói gì cả thì bà ta lại tiếp tục. Bố mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng nó, nếu như không có bố mẹ thì con cũng đâu có được một người vợ ở với con như vậy. Thế con xem đi, con Hành nó vừa ngoan ngoãn lại còn nết na như thế, tìm đâu ra đứa thứ hai nữa. Con cảm ơn bố mẹ là đúng quá rồi còn gì nữa. Nghe bà ấy nói như vậy, chẳng biết là Hải suy nghĩ gì, nhưng mà ngay lập tức đưa tiền cho bà ấy. Hải đưa tiền cho bà ấy mà tất cả mọi người trong gia đình, kể cả ông Thành, cũng ngỡ ngàng. Nhưng mà rồi thì họ không nói gì cả. Tiền bạc đối với ông ấy vốn dĩ không hề quan trọng. Dù sao thì đó cũng là bố mẹ của Hành, nên họ không muốn làm khó. Chỉ có Hành là không được vui, nhưng cũng không trách gì Hải cả. Cô không muốn vì chuyện này mà cau có với anh. Sau khi nhận đủ số tiền mà Hải đang cầm trên tay thì bà ấy về ngay, bởi vì sợ Hải đổi ý. Mọi người lại tiếp tục quay trở lại với công việc. Không ai còn để ý gì đến số tiền vừa lấy được trong ngôi nhà cũ của mình nữa. Cầm được số tiền đó trở về thì bà Tâm lập tức gọi thợ đến sửa nhà. Nhà của bà ta đúng là bị tốc mái thật, nhưng mà cũng chỉ mất mấy viên ngói thôi, chứ không tổn thất gì nặng nề lắm. Ấy vậy mà bà ta cứ kể khổ cứ như cả cái nhà nó sập đến nơi rồi ấy. Số tiền còn lại bà ta đem cất vào trong tủ trong phòng ngủ của bà ta. Khi đêm về thì tự nhiên bà ta nghe thấy có tiếng động lạ, nghe rất giống như tiếng móng của con mèo đang cào vào vách tôn, cứ kêu ken két khiến cho người ta rợn cả người ấy. Nằm ở trên giường một lúc lâu vẫn không biết tiếng động phát ra từ chỗ nào, bà ta lẩm bẩm: mẹ kiếp thật, đêm hôm rồi còn có con gì cào vào đâu mà nghe gớm ghiếc như vậy, định không cho ai ngủ sao? Bà ta xuống đất rồi với lấy đôi dép đi ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy cái gì cả, cũng chẳng thấy con gì hết. Lúc này thì lão chồng đi nhậu nhẹt vẫn chưa về. Từ lúc có tiền thì đâm ra lại đi ngày đi đêm, đã như vậy lại còn gái gú nữa. Sớm muộn gì thì cũng có ngày, bà cho mày biết thế nào là cảm giác bị mất đi của quý. Lão già biến thái bệnh hoạn. Trời đồng chán chê ở bên ngoài thì bà ta đi vào trong nhà. Còn chưa kịp lên trên giường để đi ngủ thì lại nghe thấy âm thanh phát ra từ trong cái tủ. Thế chả nhé, có con gì nó chui vào trong này á? Mà sao lạ như vậy nhỉ? Rõ ràng cái tủ này lúc nào cũng khóa cơ mà. Tại có khi nào là chuột không? Sau đó bà ta đi đến chỗ cái tủ. Âm thanh mở tủ ra kêu cứ như thanh sắt bị han rỉ lâu ngày. Cánh cửa tủ vừa mở ra thì cũng là lúc bà ta hét thất thành: ôi trời đất ơi, ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy? Ở trong tủ là một đống tiền âm phủ, từ tiền xanh, tiền vàng, tiền đô cho đến những tờ 500.000 mới cứng. Rõ ràng lúc bà ta cất tiền không có mấy thứ này, bây giờ thì nó từ đâu chui vào trong tủ vậy? Ôi mẹ ơi, sợ quá, không biết là ma quỷ phương nào nhập vào nhà của mình như vậy. Bà ta vừa lẩm bẩm, vừa đi lấy muối gạo để đốt phong long. Vừa rắc gạo rắc muối ra phía trước cửa nhà thì bà ta vừa hô lớn: vía lành thì ở vía giữ tổng khứ lai phương, ma quỷ ở đâu biến ngay đi, nếu không bà đốt cho chúng mày chết. Rồi thì bà ta châm lửa đốt tờ giấy trên tay, sau đó bà ta vứt tờ giấy xuống dưới đất, bước qua bước lại vài cái. Không hiểu vì sao ngọn lửa dưới đất lại bùng lên,
cháy cả đống quần của bà ta. Bà ta hoảng hốt. Ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Ma đốt quần của tôi, làng nước ơi. Giữa đêm khuya thanh vắng thì làm có quái gì đâu có ai nghe thấy. Vừa đau vừa rát mà cái quần cứ như thế cháy không ngừng. Bà ta vội vàng nhảy vào trong chum nước. Lúc trước, hai người nhà lúc nào cái chum cũng đầy nước. Bây giờ, nó chỉ còn một tí xíu nước thôi. Cũng may là vẫn còn có thể dập được lửa. Cuộc đời bà ta sống đến từng ấy năm, chưa bao giờ gặp cái thứ gì đáng sợ như vậy. Chưa từng thấy một con ma nào không sợ lửa, không sợ bà ta đốt vía. Lẽ nào là quỷ á? Không thể nào. Rốt cuộc là nó chui từ đâu ra vậy? Cái quần của bà ta cháy một mảng lớn. Bà ta bắt đầu cảm thấy rát, bắt đầu cảm thấy đau. Mẹ nhà nó chứ. Bỏng ở đâu không bỏng? Bỏng đúng cái chỗ đấy thì còn làm ăn cái quái gì nữa đây? Cháy hết cả bộ cả lông rồi. Đi vào trong nhà thay quần rồi bôi mỡ tràn lên vết bỏng. Vừa bôi bà ta vừa lẩm bẩm rồi cười. Mẹ cứ còn hành. Đi lấy chồng một cái, thiếu nước ngay như vậy. Biết như vậy giữ nó ở nhà có phải sướng không? Dăm ba cái đồng bạc bây giờ không có ai hầu cả. Chính cái sự tham lam của bà ta đã khiến cho bà ta nhận quả báo, chứ không phải tại ai cả. Ấy vậy mà bà ta vẫn không ngừng tự nhận mình là người tốt. Nhờ có mình mà nó được cuộc sống sung sướng như vậy. Kẻ ăn người làm, bao vây xung quanh không hết như thế. Ấy vậy mỗi lần đến đưa cho mình có vài đồng bạc. Cái loại sống thiếu đạo đức thế là cùng. Ai da, sao mà rát như vậy chứ? Bà ta chạm vào vết thương mà cảm thấy đau rát. Trong lòng thì tức tối, không có ai để chút giận. Đúng vào lúc này thì lão chồng liêu xiêu đi về. Bà ta phi ra nhanh hơn một cơn gió nữa. Đi đâu mà giờ này mới về vậy? Thế lại đi hú hí với con nào rồi á? Đôi mắt của ông ta nhắm tịt lại, bước từng bước siêu vào. Giọng nói thì ngọng liếu ngọng lô bởi vì quá say. Con Lào là con Lào. Mà đi thì làm sao đâu? Thế mày làm gì được ông nào? Đồ cái thứ giả nua xấu xí. Nhìn một cái nó không muốn trở về nhà ấy. Này, lão vừa nói gì đấy? Nói ai giả nua xấu xí? Tao nói mày đấy. Nhà có đứa xinh xắn đáng yêu, đi lấy chồng rồi. Bây giờ còn cái quái gì nữa mà về? Cái đồ giả biến thái bệnh hoạn. Cái con đi già này. Mày vừa nói ai biến thái vậy? Tao nói mày đấy. Mày có tin tao đánh chết mẹ mày không hả? Dù đi từng bước không vững, thế nhưng mà lão ta vẫn quyết tâm lao đến đánh bà ta cho bằng được. Bà ta ăn nguyên một cái tát như trời giáng vào mặt rồi ngã rúi rụi xuống. Sẵn đang đau lại còn thêm máu điên tích lũy bao nhiêu ngày qua. Bà ta chạy vào trong nhà, lấy con dao ra, đẩy lão chồng xuống. Chỉ một dao, cắt phăng thứ đó ném luôn ra bờ ruộng. Bị đứt tay đứt chân đã đau lắm rồi, chứ nói gì đến mất nguyên cả cụm như vậy. Cuộc đời của thằng đàn ông chưa bao giờ khóc như lúc này, không rơi nước mắt thì quả thật không được rồi. Ông ta không những khóc mà tay lại còn ôm chặt chỗ đó, miệng thì không ngừng rên gì. Ôi trời đau quá, con đi giặc khốn kiếp, sao mày dám? Sao? Biết đau rồi á? Cho mày chừa nhá. Để xem lần sau, còn dám đi chơi gái nữa không? Dám trêu bà. Này thì cho mày biết thế nào là trêu nhé. Tao sẽ kiện mày. Tao sẽ kiện mày cho tù mọt gông. Thế có giỏi thì mày cứ đi mà kiện. Để xem là mày còn sống đến mà lên đến trên huyền để kiện tao không. Ôi làng nước ơi. Bớ người ta. Vợ tôi nó giết tôi. Ôi làng nước ơi. Ông ta gào lên thất thành. Và đúng như những gì bà Tâm nói, nếu như ông ta mà không nhanh thì trước sau gì cũng chết bởi vì mất máu. Lúc này thì có một người đàn ông đi bắt cá đêm khuya, nghe thấy có tiếng chi hô thì chạy lại. Nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh hoàng, ông ta cũng không khỏi run sợ. Ôi trời ạ, bà Tâm, ông Tiến bị làm sao mà máu me đầy người thế kia? Còn sao nữa? Đi với gái, bị tôi cắt của quý, chứ có cái gì đâu mà hỏi. Ôi trời ơi, sao bà không đưa ông ấy đi bệnh viện đi? Đi làm gì? Cứ để đấy cho chết luôn.
Cái thứ chỉ ăn chứ không làm gì cả. Bà bị điên á? Bà mà không đưa ông ấy đi bệnh viện, ông ấy mà chết một cái, bà đi tù mọt gông đấy. Đây là tội giết người đấy. Gớm. Cũng đang chết đói đây. Có khi vào tù thì có nhà nước nuôi càng tốt. Ơ cái bà này. Thế nếu như ông sợ ông ấy chết, thế ông đi mà đưa ông ấy đến bệnh viện. Tôi không đưa. Cái bà này. Ông ấy mà làm sao thì bà đừng hối hận đấy. Nói rồi thì ông ấy đi tìm người đưa ông Tiến đến bệnh viện. Mặc dù to mồm thế nhưng bà Tâm cũng sợ lắm, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng mà rồi cũng tặc lưới. Thôi, mặc kệ. Chết thì chết. Nhưng mà chết quái thế nào được? Chết dễ như vậy thì có mà sướng quái. Bà mày còn đang đau hết chỗ đấy đây. Kêu ai đây? Mẹ nhà nó chứ. Đang yên đang lành, tự nhiên bị bỏng như thế. Mà bỏng ở đâu không bỏng? Bỏng đúng cái chỗ đấy. Bây giờ đến cả đi vệ sinh còn khó chứ nói gì đến chuyện... Bà ta bực tức lầm bầm chửi suốt cả đêm như vậy. Người ta bảo sống với nhau không có tình thì cũng còn chút nghĩa. Thế nhưng mà đối với bà ta bây giờ thì tình cũng không mà nghĩa thì cũng cạn kiệt. Đến khi trời sáng, bà ta cảm thấy buồn ngủ, lên giường đánh một giấc chứ cũng chẳng quan tâm chồng mình sống hay chết. Và trời không phụ lòng người. Quả nhiên có người đến đưa bà ta đi để nuôi thật. Ban đầu bà ta còn hơi ngỡ ngàng bởi vì đang nửa tỉnh nửa buồn ngủ. Các người đến đây làm gì thế? Bà bị bắt về tội cố ý gây thương tích. Tôi có làm gì đâu. Tôi không phải là bà mới cắt của quỹ của chồng bà sao? Đây là do lão đi với gái. Tôi chỉ cắt hung khí gây án của lão thôi. Như thế là phạm tội đấy. Của chồng tôi muốn cắt thì cắt thôi. Muốn dùng thì dùng. Tôi các người có quyền gì mà bắt tôi như vậy? Bà ta gào lên như thế, thế nhưng không có tác dụng. Cuối cùng thì bà ta cũng bị bắt đi. Cuối cùng thì mơ ước được đi du lịch cũng trở thành hiện thực. Đi một phát thẳng vào trại giam. Còn ông Tiến như thế nào thì chẳng đoán người ta cũng biết. Không có cái thư đó đi cùng nên không thể nào nối được. Mặc dù giữ được tánh mạng đấy, nhưng mà sau này có khác gì thái giám đâu. Người ta thường nói sống ở đời luôn có nhân quả. Nhân quả tới hơi sớm với vợ chồng nhà này thì phải. Khi Hạnh biết tin thì cũng đến ngay nhà Thương để xem tình hình của bố ra sao. Dù ông ấy có làm gì thì cũng là bố của cô. Cô không thể nào để mặc ông ấy sống chết không quan tâm. Da mặt của ông ấy xanh xao nhợt nhạt, nhìn không hề có chút sức sống. Lúc này thì ông ấy đã hơi tỉnh lại, nhưng mà dường như lại lên cơn thèm rượu thì phải. Đúng là chết vẫn không chữa. Con gái cưng, con đến thăm bố đi sao? Bố thấy thế nào rồi? Bố khỏe, nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu trong người sao ấy. Bố còn đang rất yếu đấy, bố đừng có uống rượu nữa. Con mù già đó đúng là cái thứ khốn kiếp. Bố mà ra khỏi đây, bố không tha cho nó, nhất định sống chết với nó ấy. Bố à, mẹ bị người ta bắt đi rồi. Bắt đi? Bắt đi đâu? Đi tù bố à? Mẹ nhà nó. Rồi cũng sẽ có ngày nó ra thôi. Đầu chết đi được ấy. Chẳng nhẽ Hành lại nói với ông ta đây chính là báo ứng. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Đến chính cả con gái của mình còn muốn loạn luân, thì mất cái đó cũng là phải thôi. Oán trách gì nữa. Mặc dù đây là bố của Hành, thế nhưng mà cô cũng không muốn ở lại chăm sóc. Nhìn gương mặt cô mấy thì vẫn chưa thể nào thôi ám ảnh. Thế rồi cô thuê người đến chăm cho ông ấy. Vấn đề tiền bạc thì ông Thanh đã nói với Hạnh sẽ đứng ra lo liệu và nói cô không cần lo lắng. Hạnh cảm thấy may mắn. May mắn bởi vì cô được gả vào một gia đình tốt. Rồi thì thời gian cứ như vậy qua đi. Sức khỏe của Hải mỗi lúc một tốt dần lên. Anh nói chuyện không còn giống như đứa trẻ nữa. Mà nói chính xác là anh đang trưởng thành, dần dần biến thành một người khác. Nhưng mà trái ngược với Hải thì sức khỏe của Yến Ly mỗi lúc một yếu. Cô ta không ăn uống gì được cả. Đêm về thì cứ mơ sảng, không dám đi ra ánh nắng mặt trời và cũng không hề gặp gỡ bất kỳ ai. Cứ tự nhốt mình trong phòng như vậy. Nghe trong gió có tiếng ai đang khóc than. Hỡi người ơi, sao người vô tình, người đang tâm làm như vậy. Anh nơi này cô đơn không có lối đi về. Em nơi đó thế nào
có nhớ những gì đã từng xảy ra. Yến Ly ngồi thu mình trong góc giường, tiếng hát của ai đó vọng về nghe như xa xăm, nhưng lại như gần ngay bên tai. Rồi thì là nghe thấy có tiếng trách móc. Yến Ly, tại sao em lại giết anh chứ? Em có biết lúc chết anh đau đớn thế nào không? Đến bây giờ thì anh vẫn không biết anh đã làm gì sai với em. Em nói chúng ta cùng hưởng hạnh phúc rồi cùng nhau chịu họa cơ mà. Cô ta ngồi thu mình vào góc giường hơn nữa, rồi lấy tay bịt chặt tai lại, không muốn nghe thấy bất cứ một lời nào cả. Nhưng mà cô ta càng cố gắng thì lại càng nghe thấy rõ ràng hơn. Anh nhớ em. Anh đưa em đi cùng nhé. Cả con nữa. Chúng ta sẽ cùng ở bên nhau. Dương gian xô bồ lắm. Chúng ta đi cùng nhau xuống dưới này, rồi thì cùng nhau hạnh phúc. Không, không. Cô ta hét ầm lên rồi gào khóc. Cút đi, cút mau đi. Tránh xa tôi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh chết rồi. Mà đã chết rồi thì đừng bao giờ về nữa. Cô ta ném tất cả những thứ cô ta lấy được ra phía cửa. Cô ta muốn xua đuổi, không muốn nhìn thấy hình bóng nào của mình. Lúc này cô ta sợ hãi tột độ. Bao nhiêu ngày qua không có một ngày nào được bình yên cả. Ngày nào cô ta cũng mơ thấy mình, ngày nào cũng nghe thấy tiếng của anh ta, ngày nào cũng muốn đưa cô đi cùng cả. Cô ta suy sụp, nhìn không còn sức sống. Cô ta càng gào thét lại càng bị ám ảnh bởi mình. Anh ta thì từng bước lại gần. Bàn tay thì toàn xương, lại còn muốn chạm vào mặt của cô ta. Ngoan nào, lại đây anh thương. Anh chăm sóc cho em nhé. Không đâu, cút đi. Cô ta bỏ chạy. Cô ta điên cuồng chạy. Cuối cùng thì cô ta ngã quỳ xuống trước ngôi mộ của mình. Cô ta lại khóc, lại nghe thấy tiếng của mình gọi. Anh bây giờ chỉ còn là một bộ xương thôi. Em có thấy không? Em còn chôn con chó bên cạnh mộ anh làm gì thế? Nó không những không làm cho anh yếu đi, mà nó còn giúp cho anh về gặp em được nhiều lần hơn nữa. Thế anh có nên cảm ơn em không đấy? Thực ra không có con ma nào cả. Những người xung quanh Yến Ly lúc này cũng không nhìn thấy gì cả. Chỉ có duy nhất một mình cô ta độc thoại. Cậu xin anh đấy. Đừng về tìm tôi nữa. Tôi không muốn giết anh đâu. Nếu như không phải anh nói, anh sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Tôi đã không làm như vậy. Anh đừng có làm gì tôi cả. Nếu không thì con của anh sẽ không có người để nuôi đâu. Nó không phải là con của cái gia đình này. Nếu như mà tôi chết rồi thì họ sẽ để nó lưu lạc bên ngoài rồi trở thành ăn xin đấy. Nghe cô ta nói xong thì người bàng hoàng nhất không ai khác chính là Dũng. Yến Ly, em vừa nói gì vậy? Em bị sao thế? Dũng nắm lấy bả vai của Yến Ly rồi hỏi dồn dập. Thế nhưng mà cô ta chỉ khóc thôi. Cô ta vẫn không thoát khỏi được ám ảnh của chính mình. Đứa trẻ đó là con của anh Minh. Em xin anh, đừng bắt em và cũng đừng bắt con. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm nay rồi. Từ cái lúc em mới bước chân vào làm dâu nhà này, chúng ta đã ở cạnh nhau. Em cũng đã cho anh rất nhiều thứ mà. Bây giờ thì em cũng chỉ muốn bảo vệ địa vị của em thôi. Dũng ngày đến đây buông bả vai của cô ta ra rồi ngồi sụp xuống đất. Chuyện này thì quá sức tưởng tượng đối với anh. Thật không ngờ người vợ mà anh hết mực yêu thương lại là một kẻ phản bội. Đứa con mà anh hết mực chiều chuộng thương yêu giờ đây lại chính là giọt máu của kẻ khác. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là âm mưu của chị ấy. Hạnh nhìn bà Ngọc và ông Thanh, nước mắt rơi xuống. Cô đến ngôi nhà này, người bắt chuyện đầu tiên với cô chính là Yến Ly. Người luôn tỏ ra thân thiện cũng là cô ta. Ấy vậy mà giờ đây tất cả những rắc rối mà cô phải gánh chịu cũng nhờ người này mang đến. Lòng người đúng thật là khó lường. Cứ nghĩ người ta tốt nhưng hóa ra lại không phải. Cuộc đời này chẳng biết phải tin ai. Cũng phải thôi. Người thân sinh ra mình máu mủ ruột già còn chẳng hề yêu thương mình thì đòi hỏi ai thương đây. Cũng chẳng thể nào trách được Yến Ly. Có trách thì trách lòng tham của cô ta. Trách cô ta đi sai đường. Bây giờ có muốn quay lại thì cũng không còn kịp nữa. Yến Ly vẫn quay cuồng trong những hoang tưởng của chính mình. Cô ta vẫn bị con ma giày vò và không có cách nào thoát ra. Em đi cùng anh đi.
rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sẽ để con ở lại. Em cứ yên tâm, họ sẽ nuôi con của chúng ta thôi. Cho em nghĩ thử mà xem, em giết đến hai người thì liệu rằng em có thể nào sống tiếp được không? Nếu như có sống thì có được tự do không? Những lời nói đó cứ vang vọng trong tai cô ta, rồi cô ta bỏ chạy. Mọi người xung quanh cũng chẳng biết cô ta chạy đi đâu, nên không ai có ý định cản cô ta. Đến khi cô ta leo lên miệng giếng rồi thì mọi người mới chạy đến, thế nhưng đã không kịp. Cô ta đã không hề do dự, buông mình xuống giếng sâu. Tất cả người làm trong nhà của ông Thanh đều được gọi đến để cứu cô ta. Thế nhưng lúc đưa được cô ta lên khỏi cái giếng thì cũng là lúc cô ta không còn thở nữa. Kết thúc một kiếp người, kết thúc một kiếp oan nghiệt. Chẳng có ai hả hê trước cái chết của một người mang tội. Tất cả đều cảm thấy chua xót. Chỉ trong mấy ngày mà nhà của ông Thanh xảy ra ba vụ án mạng liên tiếp, không hoang mang thì sao được chứ? Mặc dù đứa trẻ không phải là con cháu của nhà ông Thanh, thế nhưng mà do Yến Ly đã chết rồi nên Dũng vẫn nuôi dưỡng đứa bé giống như con ruột của mình. Không ghét bỏ, cũng chẳng hề trách móc. Đơn giản bởi vì nó không hề có tội. Thời gian sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi. Hải giờ đây không còn là một đứa trẻ giống như trước nữa. Anh dường như giữ khoảng cách hơn với Hạnh, không còn đi theo cô mỗi ngày. Bỗng nhiên thì Hạnh lại không dám lại gần Hải. Chắc có lẽ bây giờ anh khỏi bệnh rồi nên không còn thích bên cạnh cô nữa. Cũng có thể là anh chưa từng thích cô. Mỗi ngày thì chỉ đứng nhìn anh từ xa, âm thầm cười khi thấy anh vui vẻ, và sẽ buồn nếu như thấy anh cau có, đau lòng khi anh muốn tránh mặt cô. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua nhiều biến cố như vậy, nhưng mà dường như hạnh phúc vẫn chưa một lần mỉm cười. Tự nhiên thì cô nghĩ lại quãng thời gian anh chưa khỏi bệnh. Tự nhiên cũng nghĩ lại lúc anh làm chiếc vòng tặng cho cô. Nghĩ lại lúc anh cứ gọi Hạnh ơi. Anh ôm cô chỉ vì anh sợ tiếng sét. Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Chưa có nỗi đau nào lại dài vò dằn vặt con người ta, giống như nỗi đau khi yêu đơn phương một người nào đó. Đau đến không nói thành lời. Lúc Hạnh rời đi thì cũng là lúc Hải quay đầu nhìn lại. Cô chẳng biết là trong lòng của anh lúc này cũng đau chẳng kém gì cô. Anh cảm thấy là mình không xứng đáng, cảm thấy mình không lo gì cho cô được cả. Anh bây giờ đã già rồi, hơn 30 tuổi rồi. Còn cô chỉ là một cô bé, tâm hồn trong sáng hơn cả giọt sương mai. Cô xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn bên cạnh, chứ không phải là một kẻ lúc điên, lúc tỉnh giống như anh. Có thể bây giờ anh đã khỏi bệnh, thế nhưng mai có thể chắc chắn được sau này bệnh của anh sẽ không tái phát. Rồi thì chẳng nhẽ cô phải sống cả một đời với một kẻ điên như anh. Hải đi đến gian nhà chính, rồi anh nói với bố mình. Con không muốn ở cùng với Hạnh nữa. Cả ông Thanh lẫn bà Ngọc đều ngớ cả người. Con sao vậy? Sao tự nhiên không muốn sống cùng con bé? Bây giờ thì con khỏi bệnh rồi. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Con không biết hoàn cảnh của con bé như thế nào hay sao mà lại nói như vậy. Bố của nó là một kẻ không ra gì cả. Mẹ kế của nó cũng như thế. Bây giờ con đang ở trong tù đấy. Nó chỉ có gia đình chúng ta thôi. Con đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Ông Thành tức đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức đấm ngay cho Hải một cái. Chẳng lẽ nào con của ông lại là một thằng sở khanh? Khỏi bệnh rồi thì muốn lấy người con gái khác mà bỏ rơi cái người đã giúp đỡ mình sao? Bà Ngọc thấy ông Thanh nóng dần như thế thì cũng can ngăn. Kìa ông, cứ để cho con nó nói xem đã. Đừng vội mắng nó như vậy. Nói cái gì mà nói? Như vậy đã quá rõ ràng. Nó không muốn chịu trách nhiệm với con người ta đấy. Bố à, không phải như vậy đâu. Thế là như thế nào? Con sợ bệnh của con không thể nào khỏi hẳn. Sợ rằng cả cuộc đời này cô ấy phải ở bên một kẻ điên như con. Cô ấy gả cho con đã là cả một sự thiệt thòi. Con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống cô ấy, lo cho cô ấy về kinh tế, không để cô ấy chịu khổ bất cứ chuyện gì cả, và cũng không để cô ấy phải ở bên cạnh. Con cảm thấy con không xứng đáng với cô ấy. Con ơi là con! Thì hóa ra suốt thời gian vừa qua, con bé nó buồn là do con có suy nghĩ như vậy sao? Rồi thì lạnh nhạt với nó sao? Bà Ngọc đau lòng, bấy lại trách móc Hải.
Con bé nói, từ lúc con khỏi bệnh thì không còn quan tâm đến nó nữa. Nó cứ nghĩ là nó không xứng đáng với con, thế nên con mới cư xử như vậy. Con có biết nó khóc nhiều đến như thế nào không? Con nghĩ là tiền có thể bù đắp mọi thứ á? Không phải đâu. Con bé chưa từng coi con là một kẻ điên. Lúc con phát bệnh, bất cứ lúc nào, thì chính con bé là người không sợ nguy hiểm ở lại bên con đấy. Dường như những lời bố mẹ nói đã mở ra cho Hải một lối suy nghĩ khác. Hóa ra anh đã sai. Không phải cứ bù đắp cho Hải một cuộc sống đầy đủ vật chất thì cô sẽ hạnh phúc. Anh sai rồi. Thứ mà cô cần chính là tình cảm, là những bù đắp, những yêu thương mà tuổi thơ của cô chưa từng có được. Anh cảm thấy có lỗi. Anh vội vã đi tìm cô. Tìm khắp nơi trong nhà không thấy. Cuối cùng thì anh thấy cô đang ngồi bên bờ ao, tay thì nhặt từng hạt cỏ dại. Hạnh. Tiếng gọi đầu tiên kể từ lúc anh khỏi bệnh, và cũng là lần đầu tiên anh bước từng bước về phía cô. Lần đầu tiên anh đứng gần cô như vậy. Anh Hải. Sao em lại ngồi đây thế? Em... Hạnh giấu mấy cái hạt đang cầm trên tay ra phía sau. Cô sợ là anh sẽ giận. Sợ anh không muốn nghĩ đến những ngày tháng lúc anh còn bị bệnh. Anh xin lỗi. Xin lỗi bởi vì đã khiến cho em buồn như vậy. Xin lỗi bởi vì suốt thời gian qua không hiểu em thực sự cần gì và muốn gì. Anh Hải. Hải đi đến bên cạnh Hạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng của anh chân thành nói. Suốt thời gian qua anh cứ nghĩ anh chỉ là một kẻ bệnh tật, không xứng đáng với em, nên mới luôn muốn giữ khoảng cách. Anh sợ ở bên cạnh anh em sẽ chịu thiệt thòi. Không đâu, em không có chịu thiệt thòi gì cả. Để em phải gả cho một kẻ điên giống như anh khiến cho anh cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà Hạnh à, sau này thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều. Anh chỉ sợ một điều, sợ bệnh của anh sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Lúc đó sẽ thiệt thòi cho em đấy. Hạnh nghe xong thì vòng tay ôm lấy Hải. Cô đang muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh tinh thần, cũng như khẳng định cho anh biết cho dù anh có như thế nào thì cô cũng sẽ không hối hận. Anh yên tâm đi, chuyện đó không xảy ra đâu. Và nếu như có xảy ra thì em vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì có anh bên cạnh. Hoàng hôn nào rồi cũng phải vụt tắt. Có thể sau đó sẽ là một màn đêm bao trùm lấy. Nhưng mà rồi đến ngày hôm sau sẽ có một loại ánh sáng ấm áp hơn, rực rỡ hơn. Cuộc đời của Hạnh đã bao nhiêu năm rồi đều chìm trong bóng tối. Cô không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là được yêu thương bao bọc. Thế nhưng mà giờ đây khi có Hải ở bên, cô có thể cảm nhận được những yêu thương đó. Đôi khi thì việc nghĩ cho đối phương cũng không hẳn là tốt nhất. Chỉ khi hai con tim đồng điệu, khi hiểu được nhau thì mới có thể hạnh phúc. Lúc Hạnh lấy Hải, không có lấy một đám cưới tử tế. Bây giờ thì Hải khỏi bệnh rồi, và anh nghĩ đến chuyện sẽ để cho Hạnh trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Đám cưới diễn ra linh đình với sự chúc phúc của rất nhiều người. Hôn lễ cũng có mặt của bố Hạnh. Ông ấy dường như thay đổi tính cách rất nhiều, không còn là một kẻ ham mê rượu chè nữa. Lúc ở lễ cưới, đôi mắt của ông ấy rưng rưng nhìn Hạnh. Bố xin lỗi, bởi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố, cũng không cho con cuộc sống tử tế. Sau này thì con không cần lo lắng hay là có trách nhiệm gì với bố cả. Bố có thể tự lo cho mình. Bố xin lỗi con. Chỉ mong là sau này con có cuộc sống thật tốt, được mọi người trong gia đình chồng yêu thương. Như vậy thì bố mãn nguyện rồi. Cuối cùng thì Hạnh cũng có thể nghe được một câu nói tử tế từ ông ấy. Từ giờ trở đi thì cô sẽ không cần phải nặng lòng nữa. Đêm động phòng, cả Hải và Hạnh đều cảm thấy ngượng ngùng. Hạnh thì chưa từng yêu ai, và Hải cũng như thế. Hai người cũng chỉ dám ngồi cạnh nhau rồi nắm tay. Không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu, bắt đầu như thế nào để xua tan đi cái không khí ngượng ngùng đó. Hải đưa tay lên gãi đầu, chỉ thiếu chút nữa thôi là muốn vò tung cả đầu ấy. Hạnh chỉnh lại tóc cho anh, cô đứng gần vào người anh. Anh có thể cảm nhận được hương thơm hoa nhài trên mái tóc, mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể. Nó bắt đầu kích thích anh, kích thích mọi giác quan, mọi dây thần kinh trong anh, rồi kích thích cả bản tính của một người đàn ông nữa.
Tình yêu cũng như cánh hoa mai vậy, đến thời điểm thì nó sẽ tự khỏe sắc. Ở bên ngoài kia pháo hoa rực rỡ, ở trong phòng thì có hai người đang yêu đương mặn nồng. Thời gian không dài nhưng mà có quá nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu thương có, đau khổ có, hạnh phúc có, thế nhưng chưa từng có hối hận. Bàn tay nhỏ bé đặt gọn trong bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh. Cô nhìn anh rồi mỉm cười. Bên Đỗ bình yên nhất chính là bên cạnh anh. Cô chợt nghĩ, sau này nếu như anh và cô cùng già đi thì sẽ như thế nào nhỉ? Sau này khi em già đi, chắc chắn sẽ rất xấu xí. Lúc đó anh có chê em không? Không. Em có biết tại sao không? Em không biết. Bởi vì lúc ấy anh cũng già rồi, sẽ không còn nhìn rõ dáng vẻ xấu xí của em nữa. Thế thì làm sao mà chê được? Cô nghe xong thì mặt cô xìu xuống, cổ rối. Anh lại ôm cô vào lòng rồi đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt mái tóc mềm mượt đó. Giọng nói của anh vẫn vô cùng ngọt ngào. Anh đùa đấy. Sau này khi em già đi, anh cũng rất già rồi. Lúc ấy chỉ mong em không chê anh là được. Chỉ mong được nắm tay em đến khi anh không còn hơi thở nữa. Em cũng sẽ bên cạnh anh cho đến khi em không còn tồn tại. Sau này sẽ không có bất cứ ai có thể xen vào giữa hai ta. Anh cũng sẽ không để em chịu thiệt thòi bất cứ điều gì cả. Thế nên, nếu như có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói với anh. Em nhớ chưa? Đôi mắt của Hạnh lúc này hơi ướt. Cô chính là đang cảm động. Cảm động đến bật khóc. Hạnh phúc chính là như vậy sao? Là được bảo vệ, được nuông chiều. Cô ôm lấy anh. Vòng tay nhỏ bé, ôm còn chẳng hết người của anh nữa. Nhưng mà cô vẫn muốn làm như vậy. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm lên má anh. Những ngọt ngào mà cô mang lại khiến anh như bị đắm chìm trong đó. Vòng tay của anh siết chặt lấy cô hơn một chút. Rồi hơi thở phả vào tai của cô. Hơi thở nam tính khiến cho gương mặt của cô nóng ran, đỏ bừng. Nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả một viên kẹo mạch nha. Càng lúc lại càng mãnh liệt. Chiếc lưỡi vùng về đưa vào trong khoang miệng. Chân tay của Hạnh bắt đầu bồn rộn. Đôi mắt thì nhắm chặt lại. Cô ngượng ngùng đến nỗi còn chẳng dám nhìn anh. Dường như nhận thấy điều đáng yêu đó, anh cắn nhẹ lên bờ môi của cô trêu đùa một chút, rồi thì lại hôn nhẹ lên má. Vành tai nhỏ xinh, anh cũng lướt qua đầy khiêu khích. Hơi thở của cô bắt đầu gấp hơn, tay áp vào má của anh, cô khẽ thì thầm. Em yêu anh. Nhìn cô đầy âu yếm, anh cũng khẽ nói. Anh yêu em, nhiều lắm, cô bé của anh. Trong cơ thể dường như có luồng điện chạy qua. Anh sắp không thể nào kiềm chế được nữa. Thế nhưng vẫn rất tôn trọng cô, anh hỏi. Hạnh à, chúng ta có thể không? Em là của anh nhé. Cô e thẹn, gật đầu. Cô đã là vợ của anh rồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến. Cô còn muốn sinh cho anh thật nhiều đứa con nữa. Chỉ có điều cô hơi lo lắng. Cô từng nghe mẹ kế nói sẽ rất đau. Đau như cắt da cắt thịt vậy. Không biết là lần đầu tiên này cô sẽ vượt qua thế nào đây. Anh trấn an cô bằng nụ hôn lên trán. Em đừng lo. Anh sẽ không làm tổn thương em đâu. Một câu nói đó thôi cũng đủ khiến cho cô cảm thấy yên tâm. Cũng đủ để cho cô không còn sợ nữa. Anh cúi người xuống. Rồi thì da thịt hai người chạm vào nhau cọ sát. Cảm nhận được cơ thể của anh rất nóng. Cô lại vòng tay ôm lấy cổ của anh. Khẽ thơm vào cổ của anh. Cô đang cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Cảm giác này có một chút mắc cỡ, lại có một chút ngọt ngào và hạnh phúc nữa. Nhưng mà người đàn ông ấy lại quá nhút nhát. Anh chẳng có bất cứ kinh nghiệm nào cả. Nhiều lúc muốn chạm lên đôi gò bồng đảo của cô thế nhưng lại không dám. Đôi tay cuối cùng cũng chỉ dám đặt lên eo cô thôi. Thế nhưng mà hơi thở của anh vẫn cứ đặt tròn nơi vành tai cô. Anh chẳng làm gì cả. Vẫn đủ khiến cô run cả người. Âm thanh phát ra từ cuống họng. Anh nhìn cô có một chút ngập ngừng. Bây giờ anh có thể... Cô ngượng ngùng quay đi hướng khác rồi khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, Thanh gỡ bỏ từng cúc áo. Đến cuối cùng cơ thể của cô hiện ra trước mặt của anh, không có gì che đậy. Ngực căng tròn đầy sức sống, từng đường cong trên cơ thể cuốn hút ánh mắt của anh. Quần áo của anh sau đó cũng rơi xuống sàn nhà. Tay đan vào tay nắm chặt. Mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng mà anh cũng cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm cô đau.
Lần đầu tiên của cô trao cho anh như vậy, cô không hề hối hận. Sau đêm nay, cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh, chính thức trở thành vợ anh. Ở bên ngoài gió thổi hiu hắt, bên trong phòng vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy cô, và cô không còn cảm thấy sợ hãi. Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải là ma, cũng không phải là quỷ, mà chính là lòng dạ con người. Vài tháng sau đó cô mới giật mình khi không thấy gì cả ghé thăm, trong người thì lại nôn nao khó chịu. Cô mới nói với bà Ngọc. Mẹ ơi, sao dạo này con ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon như vậy? Con sao thế? Tớ có cần đi đến thầy thuốc để khám không? Hay là do đường tiêu hóa không tốt? Con cũng không rõ. Con cứ thế không khỏe mà. Bà Ngọc nghe thấy Hành nói như vậy thì lo lắm, bỏ hết tất cả những thứ đang làm, đưa cô đến thầy thuốc nam gần nhà. Nhìn mặt mũi của Hành xanh xao, ông thầy liền đặt tay của Hành lên trên bàn rồi bắt mạch. Một lát sau đó mới mỉm cười. Chúc mừng bà, chúc mừng cô nhé. Có tin vui, có tin vui. Ý thầy là cô có thai rồi đấy. Thầy nói sao à? Con thực sự đã có thai á? Đúng rồi, chúc mừng gia đình nhé. Bây giờ thì điều quan trọng nhất là phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, giữ gìn thật cẩn thận, không được làm việc nặng nhọc và cũng không được suy nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Bây giờ thì tôi sẽ búc cho cô mấy thang thuốc để dưỡng thai. Cô nhớ phải sắc lên để uống đấy. Con cảm ơn thầy ạ. Hành nhìn bà Ngọc rồi cười tươi lắm. Bà Ngọc thì cũng vui không kém. Cuối cùng thì gia đình của bà thực sự đã có một đứa cháu ruột già máu mủ. Trở về nhà thì bà Ngọc ngay lập tức báo tin với tất cả mọi người. Ai cũng vui mừng hớn hở, nhất là Hải. Anh thì chẳng nói chẳng rằng bế luôn Hành về phòng. Mọi người cứ nhìn thế nên Hành xấu hổ lắm. Về đến phòng rồi cô vẫn cứ trách. Em có thể tự đi được mà. Anh làm như vậy trước mặt mọi người em ngại lắm đấy. Vợ của anh bây giờ đã có em bé rồi. Anh chỉ muốn chăm sóc cho vợ anh thôi. Từ bây giờ thì em không được làm gì nữa. Phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Em có thể làm những việc nhẹ nhàng được mà. Đừng biến em trở thành một người vô dụng như vậy chứ. Làm cả đời, chứ có phải là một năm rồi thôi đâu. Nhưng mà cứ ở một chỗ thì chán lắm ấy. Anh phải cho em theo anh ra đồng cùng cơ. Em xem anh làm việc nhé. Anh không làm ở ngoài đồng nữa, thế nên không cho em theo. Ơ, sao thế? Thế anh định đi đâu? Bây giờ gia đình chúng ta có thêm thành viên rồi. Anh sẽ làm công việc buôn bán để kiếm thật nhiều tiền, lo cho tương lai của con chúng ta nữa. 3 năm sau, từng bước đi chập chững, có một đứa trẻ ra tận ngõ để trông ngóng chờ đợi. Bé con đi từ từ thôi, cạo ngã đi. Đón bố, đón bố. Đứa trẻ chỉ ra phía ngoài đường rồi cứ bi bô như vậy. Và ngày nào cũng như thế, ngày nào đứa trẻ cũng ra ngõ chờ đợi bố về. Vừa nhìn thấy bóng dáng từ phía xa thì đứa trẻ đã reo lên. À, bố Hải về rồi. Rồi thì đứa bé chạy về phía Hải, vòng tay nhỏ bé của nó ôm chầm lấy chân của anh. Con nhớ bố, bố bế con đi. Anh vòng tay ôm lấy đứa trẻ rồi bế bổng lên, thơm vào má của nó một cái, lại thơm vào trán của nó một cái. Cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, anh lại thơm lên nó một cái nữa. Tớ con trai của bố hôm nay ở nhà có ngoan không? Có bắt nạt mẹ không đấy? Đứa trẻ lắc đầu. Con yêu mẹ mà. Anh bế đứa trẻ đi về phía Hạnh. Dù có mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần nhìn thấy vợ rồi nhìn thấy con thì tất cả mọi thứ đều vơi đi hết. Động lực của anh chính là gia đình. Anh nắm tay của Hạnh rồi bế con đi vào trong nhà. Hoàng hôn buông xuống, để lại phía sau tất cả những mỏi mệt, những ưu phiền. Cô lại giống như đứa trẻ rồi rúc vào lòng của anh. Nhiều lúc cô còn hơn cả một đứa trẻ đấy. Cứ thấy anh về thì núng niu mãi thôi. Anh à, em chẳng muốn lớn tí nào cả ấy. Cái gì thế? Con nó nghe thấy lại cười cho xem đấy. Nhưng mà con có nghe thấy đâu. Con ngủ rồi cơ mà. Thế bây giờ thế nào đây? Em còn bé lắm, muốn anh ôm cơ. Xong rồi thế nào nữa? Nghe câu hỏi của anh mà cô ngại ngùng quá, đỏ cả mặt đấy. Anh lại trêu.
con lớn rồi. À, thế thôi hay là chúng mình đẻ thêm đứa nữa. Con có anh có em cho vui nhé. Cô nghe xong thì gật đầu. Ánh điện tắt đi, bàn tay đan chặt lại. Có thứ hạnh phúc ngọt ngào. Có cô gái mãi mãi chỉ muốn là đứa trẻ trong lòng của người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này của tác giả Trương Huệ. Và tuy rằng thời lượng của bộ truyện chỉ có 5 tập thôi, thế nhưng mà anh Sa tin chắc là bộ truyện này đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc. Và cuối cùng thì khi mà Hạnh có được hạnh phúc ngọt ngào bên người đàn ông mà cô yêu thương, thì anh Sa tin chắc là đây cũng là một thông điệp tốt đẹp và mang đến một hy vọng nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta sống tốt ở hiền gặp lành thì chắc chắn là gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Gieo nhân lành thì chúng ta sẽ gặt quả tốt lành thôi. Và không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn giờ này như thế nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.